Giảm hai lòng bàn tay vào nhau. Đập nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay. Đập nhẹ vào mắt. Mở mắt, chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn theo tay. Vươn tay lên, hít sâu vào. Xuống thở ra. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu, vươn tay lên, đan tay lộn ngược bàn tay đẩy căng lên giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, đan tay sau lưng. Thẳng tay mở vai. Cúi đầu xương cằm chạm xương ức, thở ra. Trở về giữa, hít sâu. Ngửa ra sau, thở ra. Trở về giữa, hít sâu. Cúi xuống, thở ra. Hít sâu. Ngửa ra sau, thở ra. Hít sâu. Nghiêng phải, thở ra. Trở về giữa, hít sâu. Nghiêng trái, thở ra. Trở về giữa, hít sâu. Nghiêng phải, thở ra. Trở về giữa, hít sâu. Nghiêng trái, thở ra. Trở về giữa, hít sâu. Nghiêng phải, thở ra, giữ lại. Trở về giữa, hít sâu. Nghiêng trái, thở ra, giữ lại. Trở về giữa, hít sâu. Xoáy nhìn phải, thở ra, liếc hết qua phải. Trở về giữa, hít sâu. Xoáy trái, thở ra, liếc hết qua trái. Trở về giữa, hít sâu. Xoay phải, thở ra. Trở về giữa, hít sâu. Xoay trái, thở ra. Trở về giữa, hít sâu. Đưa hai tay về trước, lưng bàn tay hướng vào nhau. Đưa tay phải qua, đan chặt vào, kéo vào, đẩy ra. Trở về, kéo vào, đẩy lên. Trở về, kéo vào, đẩy thẳng tay lên. Ngả xuống. Trở về, đổi tay, kéo vào, đẩy sang. Trở về, kéo vào, đẩy lên. Trở về, kéo vào, đẩy thẳng tay lên. Ngả xuống. Trở về, thả lỏng tay, lấy hai viên gạch đặt hai bên đầu gối, không có gạch thì chống tay xuống sàn đi nào. Xuyên cơ bụng nâng mông lên, ra xuống, hai lên, xuống, ba lên, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, xuống, bốn lên, xuống, năm lên, xích bụng lên, hạ xuống, tháo chân ra, duỗi hai chân thả lỏng.
Sếp đổi chân. Vặn cột sống. Ngồi y như cô nè Lan ơi. Ngồi xoay lại y cô. Đưa tay phải ra sau. Tay trái nắm tay phải kéo căng về trước, úp vào eo bên trái. Tay trái đặt lên đầu gối phải, thẳng lưng lên hít sâu. Xoay phải thở sâu. Trở về hít sâu. Xoay thở sâu. Trả về hít sâu, xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai. Trả về hít sâu, xoay thở ra, xoay thêm. Trả về hít sâu, xoay thở ra, xoay tối đa. Hớp bụng thở hết hơi ra. Thong thả trở về. Thở lỏng tay. Mở đổi bên. Đưa tay trái ra sau kéo căng. Úp vào eo bên phải. Tay phải đặt lên đầu gối trái. Thẳng lưng lên hít sâu. Xoay trái thở ra. Trở về hít sâu. Xoay thở ra. Tập trung vào kết hợp hơi thở sâu. Trở về hít sâu. Xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai. Trở về sau. Xoay thở ra, xoay thêm. Trở về sau. Xoay thở ra, xoay tối đa. Hớp bụng thở hết hơi ra. Thong thả trở về. Thả lỏng tay. Ngồi xoay người lại. Xoay người qua phải. Hai tay đan sau lưng. Thẳng tay thẳng lưng ngửa cổ hít sâu. Trường dài người tới cúi xuống bật tay cao lên thở ra. Ngẩng cổ nâng người lên hít sâu. Trường tới cúi xuống thở ra bật tay cao lên. Nâng lên hít sâu. Cúi xuống thở ra. Nâng lên hít sâu. Cúi xuống thở ra, trán mũi chạm sàn. Bật tay cao lên, ép mông lại, thở hết hơi ra. Từ từ nâng người lên hít sâu. Thả lỏng tay thở ra. Hai tay đặt lên gối. Hít sâu vào ưỡn ngực tới kéo vai kéo khuỷu tay ra sau. Thở ra cong lưng ra sau mắt nhìn rốn rốn xíu từ bụng thở ra. Hít sâu vào ưỡn ngực tới mở vai. Thở ra, cong lưng ra sau, thở ra. Hít sâu vào, mở vai, ưỡn ngực tới. Thở ra. Hít sâu, mở vai, ưỡn ngực giữ lại 5, 4, 3, 2, một thở ra, cong lưng ra sau rút rốn xíu từ bụng thở ra để cong lưng ra sau mắt nhìn rốn xoay tròn xoay từ trái qua phải thả lỏng thân hít thở đều xoay đổi chiều
áo chân ra giũ hai chân thả lỏng. Chống người lên thở bò mèo, ngồi lui về, ngồi tư thế kim cương, mong ngồi trên gối, rồi đo hai khuỷu tay chạm đầu gối, hai khuỷu tay chạm đầu gối, đo lên thêm một gang tay, chống bàn tay ngay dưới vai, mở đầu gối ra chống đầu gối ngay dưới hông, tay chân là bốn góc vuông, cong lưng lên, mắt nhìn rốn, rút rốn, xiết cơ bụng thở xanh. Hít sâu vào, chung lưng xuống, rướn cổ lên. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xiết cơ bụng thở xanh. Hít sâu vào, chung lưng xuống, rướn cổ lên. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xiết cơ bụng thở xanh. Hít sâu vào, thở ra, cong lưng lên, thớt bụng thở ra. Hít sâu vào, thở ra, cong lưng lên, mắt nhìn rốn thở ra. Xoay tròn ở đây, thả lỏng, hít thở đều, thả lỏng cột sống ra, hít thở. Xoay ngược lại, lôi mông về chạm gót, tư thế em bé, thở hết hơi ra. Hít sâu vào, trường tay lên, trường lên, uốn cong lưng rắn hổ mang, từ thắt lưng đổ xuống chạm sàn. Thu về em bé thở ra. Hít sâu vào, trường người lên, thở ra, lui về thớt bụng thở săn. Lấy sao chưa người lên, lui về thở săn. Lấy sao chưa người lên, lui về thở sanh. Trường lên hít sâu vào, xoay vai ưỡn ngực uốn cong lưng, lui về thở sanh. Xoay từ trái qua, trường người lên, hít sâu, xoay qua phải, luôn mong về thở sang, trường lên, hít sâu vào, lui về thở sang. Suy nghĩ vô cột sống, thả mềm cột sống ra, hít sâu vào, thở sang, hít sâu, thở xanh. Xoay ngược lại, trường lên, hít sâu, thở xanh, hít sâu, thở xanh. Kiểm soát cơ thể, thả lỏng kết hợp hơi thở sâu, hít sâu, thở xanh, lần nữa hít sâu, thở xanh.
Đấy sao vào trưng lên rắn hổ mang lúng cong lưng, chống chân lên chóp mặt thở sành, đạp gót ép người xuống rốn xiết cái bụng thở sành. Đấy sao trưng người lên chóp ngẩng mặt uốn cong lưng, thở ra chó úp mặt xiết cái bụng thở sành. Thế sau vào chân ngươi lên, thở ra xiết cơ bụng lại, ép vai ép lưng xuống thở sang. Thế sau vào thở sang. Thế sau vào thở sang. Mấy sau vào giữ lại thở xăm đại ca mông lên ép vai ép lưng đạp gót xuống xiết bụng thở xăm, chân phải ra sau bật cao lên. Hít sau vào đẩy tới bước ra ngoài bàn tay phải, xiết cơ bụng lại thở ra ép hông xuống, ép hông xuống ưỡn ngực tới lên. Hít sâu ép xuống thở ra hạ hông xuống ưỡn ngực, hít sâu vào thở ra, hít sâu vào thở ra, thả hai cẳng tay xuống, thả hai cẳng tay ấy và nâng gối trái lên thẳng đầu gối, xiết cơ bụng thở sầm, duỗi lưng tới duỗi cổ tới, xiết sau ép hông xuống căng ra, đẩy tới đẩy lui cảm nhận căng vô khớp, một hai ba bốn năm, chống tay nâng người lên. Hít sâu rút chân phải về chóp mặt thở sầm, cúi xuống rút rốn xiết cái bụng thở sầm, chân trái ra sau bật cao lên. Hít sâu vào đẩy tới bước ra ngoài bàn tay trái, ép xuống thở sầm, ấy sau vào ép xuống thở ra lắng nghe cơ xương khớp, ấy sau vào bước bàn chân xích lên nữa nhẹ, bước bàn chân trái xích lên em, đầu gối gối vuông, thở ra ấy sau vào thở ra, à, hai cẳng tay xuống, à, cẳng tay nâng đầu gối chân phải lên thẳng ra duỗi người duỗi lưng xiết cơ bụng đẩy tới đẩy lui, một hai ba bốn năm, chống tay rút chân trái về cúi xuống thớp bụng thở sầm, nhón gót co gối đuôi sát bụng ngực thở sầm. Hít sâu vào đạp gót xuống, thở ra nhón gót co gối đuôi sát bụng ngực. Hít sâu vào thở ra xiết cơ bụng thở sầm. Hít sâu vào thở ra xiết cơ bụng giữ lại nào, năm bốn ba hai một, mắt nhìn về đầu thảm. Hít sâu hai chân ra ngoài hai tay lên, hai chân lên ép hông xuống thở thẳng gối lên. Hít sâu vào thở ra ép mông xuống thở ra nhãn, ép cái mông xuống nhãn, nhãn 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 nghe nhãn ơi.
Hít sâu vào, thở ra, ép mông xuống, xích cơ bụng thở ra. Hít sâu vào, thở ra, xích cơ bụng lại, đẩy căng mông ra sau. Hít sâu vào lần nữa, thở ra, xích bụng thở ra, giữ 5, 4, 3, 2, một. Hít sâu vào, hai tay nắm cổ chân, thẳng gối, thả lỏng cổ, buông đầu, thở ra, đẩy cao đỉnh mông lên trần nhà, kéo dài đầu xuống, thở ra, căng 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 thêm, từ từ cuộn từng đốt sóng nâng người lên. Đứng cách đầu thảm 2 tấc, chân khép, tay chắp trước ngực, thở hết hơi ra, vươn hai tay lên, hít sâu vào, kéo căng tay vai, ưỡn ngực vuông tầm lên, ngã ra sau, thở ra, nâng lên, hít sâu vào, trường người tới, cúi xuống, thở ra, thả lỏng cổ, buông đầu, ép xuống, thở ra. Tay đặt ngang hàng với hai bàn chân, ở hai bên bàn chân, chung gối xuống đuôi, song song với sàn, bước chân phải dài ra sau, hít sâu vào, hạ đầu gối xuống và nâng người lên, vươn tay lên, ngã ra sau, thở ra, hạ đầu gối phải xuống lăn, hạ đầu gối phải tấn gối, ép hông xuống, nâng lên, hít sâu vào, thảo lờ nhạn lan, bước chân phải dài ra sau, bước dài ra phía sau đi, rồi nâng đầu gối phải lên, bước tiếp chân trái bằng chân phải, trường vai tới tấm ván, hít thêm, thẳng người ở tấm ván, xích cơ bụng lên, hạ đầu gối xuống, hạ ngực, hạ cằm, nâng mông, thở ra, khuỷu tay kẹp sát vô hai bên hông, trường lên, rắn hổ mang, hít sâu vào, trường người tới, ưỡn ngực uốn cong lưng, chống chân nâng người lên, chớp mặt thở ra, để cao hông lên, bám chặt tay, ép vai, ép lưng, cúi xuống, xích cơ bụng thở ra, đúng rồi, ép lưng thêm, ép lưng thêm, cho lưng thẳng, đừng có cong lưng, chân phải ra sau, bật cao lên, hít sâu vào, đẩy tới, bước lên bằng hai tay, hạ gối trái xuống, nâng người lên, vuông tay lên, ngã ra sau, thở ra, tấn gối ép hông, ngã ra sau, thở ra, nâng người lên, hít sâu vào, bước tiếp lên, thở ra, thả lỏng cổ, buông đầu, khớp bụng, ép sau, thở ra, hai tay duỗi ra bằng với đầu, nâng người lên, hít sâu vào, kéo căng tay vai, đẩy hông, ưỡn ngực, ngã ra sau, cây lau, thở ra, nâng lên, hít sâu vào, trường người tới, cúi xuống, thở ra, thả lỏng cổ, buông đầu, ép sát vào, thở ra, quỳ gối, bước chân trái dài ra sau, hít sâu vào, thẳng gối bước ra phía sau, hạ đầu gối trái, nâng người lên, ngã ra sau, thở ra, tấn đầu gối trái xuống rồi, nhấn hông xuống, đầu gối phải góc vuông, nâng người lên, hít sâu vào, chống hai tay xuống, nâng đầu gối trái lên, bước tiếp chân phải bằng chân trái, trường vai tới, hít thêm, tấm ván, vai trên cổ tay, toàn thân một đường thẳng, xiết cơ bụng giữ, bước chân dài ra phía sau chút nhạn, tâm xiết cơ bụng lên, không có võng người xuống, hạ gối, hạ ngực, hạ cằm, nâng mông, thở ra, cá sấu.
Trường người lên hít sâu vào uốn cong lưng rắm hổ mang. Chống chân lên chóp mặt thở sàn. Bám chặt tay ép vai ép lưng đạp gót cúi xuống thở sàn. Chân trái ra sau bật cao lên hít sâu vào. Đẩy tới bước lên bằng hai tay. Hạ gối phải xuống đầu gối trái góc vuông. Nâng người lên, vươn tay ngã ra sau thở sàn. Nhấn hông xuống kéo căng ngã ra sau thở sàn. Nâng lên, hít sâu vào. Bước tiếp lên, thở sàn, thả lỏng cổ. Buông đầu, thấp bụng thở sàn. Hai tay sát cạnh đầu, nâng người lên, hít sâu vào. Kéo căng tay vai, đẩy hông ưỡn ngực, ngã ra sau thở sàn. Kéo căng ngã ra sau thở sàn. Nâng lên, hít sâu vào. Trường người tới, cúi xuống thở ra tư thế con cò. Thả lỏng cổ, buông đầu, ép sâu vào thở sàn. Duỗi căng 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 căng, ép thở sàn. Quỳ gối, bước chân phải dài ra sau. Hít sâu vào, nâng người lên, vươn tay lên, kéo căng ngã ra sau thở sàn, tấm chắc chân vào, kéo căng ngã ra sau thở sàn, nâng lên, hít sâu vào, chống hai tay xuống, bước tiếp chân trái bằng chân phải, trường vai tới tấm ván hít thêm, trường vai tấm ván. Rồi lật tay trái lên, chồng chân trái lên chân phải, tấm ván nghiêng, siết cơ bụng thở sàn. Hạ tay xuống, hít sâu vào. Hạ gối, hạ ngực, hạ cằm, nâng mông, tư thế con cá sấu, thở sàn. Duỗi chân trên người lên, rắn hổ mang, hít sâu vào. Nâng lên chóp mặt thở sàn, cúi xuống rút rốn xích cơ bụng thở sàn. Chân phải ra sau bật cao lên hít sâu vào. Đẩy tới bước lên bằng hai tay, nâng người lên vươn tay ngã ra sau thở sàn. Tấm chắc chân vào kéo căng ngã ra sau thở sàn. Nâng người lên hít sâu vào. Bước tiếp lên thở sàn, thả lỏng cổ. Buông đầu ép sát vào thở sàn. Hai tay ra bằng với đầu, nâng người lên hít sâu vào. Kéo căng tay vai ngã ra sau cây lao thở sàn. Nâng lên hít sâu vào. Trường người tới con cò thở sàn, cúi xuống ép sâu vào thở sàn. Quỳ gối bước chân trái dài ra sau hít sâu vào. Nâng người lên vươn tay lên kéo căng ngã ra sau thở sàn, chấm mũi chân trái đứng gót lên. Kéo căng ngã người ra sau chắp chân vào. Nâng lên hít sâu vào. Chống hai tay, bước tiếp chân phải bằng chân trái, trường vai tới hít thềm thẳng người tấm ván vai trên cổ tay, lật tay phải lên, chồng chân phải lên chân trái, tấm ván nghiêng, xích cơ bụng thở sàn, hạ tay xuống hít sâu vào, hạ gối hạ ngực, hạ cằm nâng mông thở sàn. Trường người lên hít sâu vào uốn cong lưng. Nâng người lên chóp mặt thở sàn. Cúi xuống rút rốn xích cơ bụng thở sàn. Chân trái ra sau bật cao lên hít sâu vào. Đẩy tới bước lên bằng hai tay. Nâng người lên vươn căng tay ngã ra sau thở sàn,
Bấm chắc chân vào, kéo căng ngã ra sau, thở ra. Nâng người lên, hít sâu vào. Bước tiếp lên, thở ra. Thả lỏng cổ, buông đầu, ép sát vào con cò, thở ra. Hai tay duỗi ra bằng với đầu, nâng người lên, hít sâu vào. Kéo căng tay vai, ngã ra sau, thở ra. Kéo căng ngã ra sau, thở ra. Nâng người lên, hít sâu vào, chắp tay hạ xuống trước ngực, thở ra. Hạ tay, mở chân bằng vai, mắt khép. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Xoay người vào camera. Trụ chân trái. Đưa tay trái góc vuông trước mặt, tập tư thế thân cây đại bàng. Chồng tay phải lên tay trái, chồng lên. Đưa sau qua, móc lại, chéo lại với nhau. Chồng hai tay lại, chéo lại với nhau. Chung đầu gối trái xuống. Gối sâu vào, nâng chân phải lên, đưa sâu qua, móc vào. Chung gối xuống, xích cơ bụng thở ra. Xích sâu thở ra. Mắt tập trung nhìn một điểm, hít thở đều. Nâng người lên, hít sâu vào. Thả lỏng tay chân, thở ra. Đổi chân, đổi tay. Đưa tay phải góc vuông trước mặt. Chồng tay trái qua, đưa sau qua, chồng qua. Rồi, chắp tay chéo qua, chắp tay lại. Chung gối phải xuống, hít sâu vào. Nâng chân trái lên, đưa sau qua, duỗi mũi chân móc vô chân phải, thở ra. Mắt tập trung nhìn một điểm, hít thở đều. Hít thở đều. Nâng người lên, hít sâu vào. Hà tay chân, thở ra, thả lỏng. Hai chân mở rộng bằng vai, xoay người lại. Xoay người lại. Tập tư thế chiếc ghế. Hai tay vươn lên, hít sâu vào. Tấm gối xuống, đẩy lùi mông ra phía sau, siết cái bụng thở ra, đẩy lùi mông nè. Lực lên gót chân, lực lên gót chân, vươn tay lên, siết cái bụng thở ra. Siết cái bụng thở ra, đầu gối không chồm. Ở nhạn ơi, sai nhạn ơi, chân vô khớp gối hết rồi. Siết cái bụng thở ra, thẳng lưng lên, không có cong lưng, ôm lưng kìa. Lên, hít sâu vào. À, khi di chuyển bắt đầu vô tư thế á, để ý đẩy lùi mông ra phía sau, đẩy lùi mông ra sau, lực dồn xuống gót chân, thở ra, xích cái bụng lại, thở ra, nhấn hông xuống, đừng gồm lưng, duỗi căng tay căng lưng, lên hít sâu vào, tấm gối xuống, thở ra.
Xếp cơ bụng tấn gói xuống thở ra. Lên hít sâu vào. Lần nữa, tấm gối xuống thở ra. Để luôn mông ra phía sau, xiết cơ bụng tấm gối thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Lên hít sâu vào. Hạ tay, thở ra, thả lỏng tay chân. Ngồi xuống tư thế kim cương. Mời quỳ lên. Tập tư thế con lạc đà. Hai chân mở rộng bằng vai. Hai tay ướp vào sau hông. Hai ngón tay cái đưa vào giữa lưng. Bốn ngón tay ở hai bên hông. Xoay vai ra phía sau. Kéo khuỷu tay lại hít sâu vào. Mở vai ưỡn ngực lên. Vươn cầm lên. Thở sàn. Siết mông đùi bụng. Lần tay xuống chống lên góc chân. Cột sống còn cứng thì chống hai cái bàn chân lên cho nó cao lên. Rồi chống tay lên gót chân đi nào. Ưỡn ngực tới đẩy hông tới lần ơi. Đẩy hông. Buông đầu ra sau cổ. Không bị vấn đề gì cứ buông lỏng cổ. Hít thở. Hãy thở vai mở ra ngực căng. Chống tay lên gót chân đi làm. Đẩy hông ưỡn ngực. Thở ra. Buông cầm. Ngã thở ra. Đẩy căng hông về trước. Nâng người lên, hít sâu vào. Vươn tay lên, thở ra. Duỗi hai tay về trước. Đặt ngực cầm xuống. Dựng đùi lên vuông góc. Đặt ngực cầm xuống chạm sàn. Xiết bụng thở ra. Ép vào vai và lưng trên. Nâng người lên, hít sâu vào. Úp tay vào hông. Xoay vai ra sau. Kéo khuỷu tay. Đẩy nhẹ hông. Siết mông đùi bụng ngã ra sau. Thở sàn. Lần tay chống lên gót chân. Thở sàn. Buông đầu, ưỡn ngực. Lan tập tứ với Lan. Siết cơ bụng thở ra. Siết mông đùi bụng thả ưỡn ngực lên. Buông đầu đi thở. Buông ra sau, hít thở, hít thở. Đúng rồi, rất tốt, hít thở. Đúng rồi, đẩy hông tới nhạn ơi. Đẩy nhẹ cái hông về trước, tay vẫn chống lên gót chân. Thả lỏng, cột sống ra, hít thở đều. Nâng lên, hít sâu vào. Vươn tay lên. Gập người xuống, thở sàn. Duỗi tới ngực cầm chạm sàn. Duỗi căng, hít thở sâu. Từ từ lui người về mông chạm gót. Trán mũi chạm sàn ở tư thế em bé. Hai tay đan sau lưng. Khi sâu vào. Lăn lên đỉnh đầu bật tay ca lên. Thở sàn. Lăn lên đỉnh đầu chút đỉnh đầu xuống bật tay ca lên. Xích cơ bụng lên. Hạ xuống. Hít sâu vào. Lên thở sang. Hít sâu vào. Lên thở sang. Hít sâu vào. Lần nữa lăn lên đỉnh đầu bật tay ca lên. Thở sang. Tiếp tục bật lên bật tay lên giữ lại. Hít thở đều. Từ hạ xuống. Cuộn từng đốt sóng nâng người lên. Từ nằm xuống luôn.
hai tay xuôi theo thân, thở hết hơi ra, hít sâu vào, nâng một chân phải lên 45 độ, siết cơ bụng lại, ép thắt lưng xuống, thở, giữ hít thở đều, hít vào co gối vào, tay trái ôm đầu gối, tay phải ép cẳng chân thở ra, ép kéo chân lên, ép thắt lưng chạm sàn, siết cơ bụng thở ra, hít sâu vào, nâng đầu lên, mũi chạm gối thở ra, ôm gối kéo vào, đùi sát bụng ngực, không bật đầu gối ra khỏi, thả đầu xuống, hít sâu vào, tay trái ôm đầu gối phải, ép về bên trái, tay phải mở ngang ra, thở ra, nhìn qua bên phải thở ra, bàn chân phải đạp vô đùi trái, gấp cẳng chân trái lên, đưa tay phải xuống nắm mũi chân, ép vai xuống thở ra, tập trung vào, cứ nghe nghe làm theo là đúng. Duỗi chân trái trả về, trả chân phải về, hít sâu, duỗi chân ra 45 độ, siết cơ bụng thở ra giữ lại, gồng chắc cơ bụng, giữ chân phải, hạ xuống, thở hết hơi ra, hít sâu vào, nâng chân trái lên 45 độ, giữ lại, siết cơ bụng, giữ hít thở đều. Hít vào, co gối vào, tay phải ôm gối trái, ép đùi sát vô bụng ngực, thở ra, tay trái ép cẳng chân, siết cơ bụng lại, thở ra, cầm thu về ngực đi, hít sâu vào, nâng đầu lên, mũi chạm gối, thở ra, đừng bật đầu gối ra, giữ hít thở đều. Hạ đầu xuống, hít sâu vào, tay phải đặt lên gối trái, ép gối qua bên phải, xoay mặt qua bên trái, thở ra, đạp bàn chân trái vào đùi phải, rồi gấp ngược cẳng chân phải lên, đưa tay trái xuống nắm mũi chân, ép vai xuống, xoay mặt nhìn qua bên trái, xoay cơ bụng thở ra, duỗi chân trở về sau vào, duỗi chân trái ra, siết cơ bụng thở ra giữ lại, hạ chân xuống, thả lỏng ra, hít vào, nâng hai chân lên 45 độ, siết cơ bụng lại, thở ra giữ lại nào, thắt lưng chạm sàn, cầm thu về ngực, siết cơ bụng, giữ hít thở sâu, gồng chắc cơ bụng lại, hít vào, co gối vào, vòng tay ôm gối, ép đùi sát vô bụng ngực, thở ra, hít vào, nâng đầu lên, mũi chạm gối, thở ra, giữ lại, hít thở đều. Hạ đầu, hít sâu vào, ép hai gối qua bên trái, xoay mặt qua bên phải, thở ra, tay phải mở ngang ra, hít sâu vào, ép hai gối qua phải, xoay mặt qua trái, thở ra,
trở về hít sâu vào, nâng tay chân lên, rung 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 rơi tự do, chậm chậm xoay mặt qua phải, xoay qua trái, trở về giữa, duỗi thẳng cổ cầm hướng vào ngực, hơ bụng ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng thật sâu từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Câu à, cuối bài phải thư giãn thật sâu thì cơ thể mình mới khỏe được, mới nạp đầy đủ năng lượng, cân bằng huyết áp, điều hòa nhịp tim, cơ xương khớp của mình nãy giờ kéo căng ra, bây giờ là lúc cho nó sắp xếp trở lại. Bài thư giãn rất quan trọng, bỏ bài thư giãn là cả buổi tập của mình không đạt hiệu quả mà nó còn phản tác dụng nữa, cho nên lưu ý điều này. Hai chân mở rộng bằng vai, ngã hai bàn chân ra hai bên, hai tay xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay nữa, các ngón tay thả lỏng to tự nhiên, cảm nhận đợt sau và hai bàn chân của tôi đang được thư giãn thả lỏng, hơi ấm đang lan tỏa lên hai chân. Sự thư giãn và hơi ấm đang lan tỏa lên cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng. Hai chân của tôi đang được thư giãn và ấm dần, đang ấm dần. Tập trung vào đi nào, cảm nhận sâu hơn nữa đi nào. Thả lỏng cơ mông, thả lỏng cơ lưng, hơi ấm đang lan tỏa vô từng đốt sống lưng. Sự thư giãn và ấm áp đang lan tỏa dọc theo cột sống lưng, lan tỏa vào bên trong hậu tạng, từng cơ quan nội tạng cũng đang được ấm dần, lên ấm dần, bụng ngực cũng đang được thư giãn thả lỏng hoàn toàn, 10 đầu ngón tay đang ấm dần lên và thư giãn tràn. Hơi ấm là sự thư giãn đang lan tỏa lên bàn tay, khuỷu tay, khớp vai, hai cánh tay đang được thư giãn và ấm dần, lên ấm dần. Tập trung vào cảm nhận sâu hơn nữa đi nào. Cảm nhận sâu vào hơi ấm đang lan tỏa lên vai, lên cổ, cơ vai, cơ cổ đang được thư giãn thả lỏng toàn, từng đốt sống cổ đang tập dần lên, tập dần lên, cảm nhận sâu vào đi nào. Một cảm giác cực dễ chịu, vùng vai, gáy, cổ, hơi ấm và sự thư giãn lan tỏa lên cằm, lên môi, lên mũi, lên mắt, lên chân mày, lên trán và lên da đầu, toàn bộ khuôn mặt đang được thư giãn thả lỏng. Sự thư giãn đang lan tỏa vào trong não, bộ não đang được thư giãn và thả lỏng toàn. Cảm nhận sâu vào cơ thể và thần kinh đang được thư giãn thả lỏng, từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay, ngón chân, cơ thể. Các cảm nhận được nguồn năng lượng của vũ trụ tràn ngập khắp cơ thể. Cơ thể đang tràn đầy nguồn sinh lực. Cơ thể đang thực sự khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài.
thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, không bệnh tật nào xâm nhập được. Tự nói với chính mình đi nào, tự nhủ với chính mình, cơ thể của tôi thật sự khỏe mạnh, thật khỏe mạnh để nuôi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể càng thư giãn và càng đầy nguồn sức lực. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng và chìm sâu vào giấc ngủ. Từ từ nhúc nhích các ngón tay, ngón chân đánh thức cơ thể. Nhúc nhích bàn tay, bàn chân và nghiêng đầu qua bên phải và qua bên trái. Thư giãn thả lỏng cổ đi nào. Hai chân kéo sát, hai tay đan, lộn ngược bàn tay kéo căng qua cổ đầu. Giữ căng từ ngón chân cho đến ngón tay. Co chân trái đạp bàn chân xuống, nặng nghiêng người qua phải, co tay phải chống đỡ đầu, tay trái chống trước ngực, co gối và hai tay đỡ người, từ từ ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, mắt khép lại cảm nhận sau. Vừa xoa bóp massage cảm giác thật là dễ chịu. Xuống vai, co bóp ở đâu tâm trí tập trung vào cảm nhận sâu ở đó. Xuống tay, dần xuống hai tay. Hai chân, thả lỏng toàn bộ khuôn mặt ra. Gỗ nhẹ, bàn tay hơi cong lại, hơi cong lại, úp lại, gỗ gọn. Nắm tay lại, đưa ra sau, mát xa hai quả thận, hai quả thận ở hai bên đây. Nắm tay lại và mát xa vào những lúc mình nghe ê ẩm lưng đau lưng, nắm nắm tay lại mát xa chứ không được vỗ vô, không được vỗ, không được đánh vô lưng nhau, tổn thương hai quả thận, tổn thương cột sống. Mời cả lớp nghỉ, chúc cả lớp luôn luôn khỏe, vui khỏe, trẻ, sống tích cực ha. Đa rame cô ạ. Đa rame.